Xin chào tất cả mọi người đến với Rubler Gaby cuối tuần. Hôm nay có mấy bạn hỏi về cái đàn con của Messi và Bruno. Các bạn hỏi cân nặng thì thực sự mà nói một tuần 10 ngày nay là cũng không có cân. Thì hôm nay tiện là có mấy bạn hỏi thì tôi cân luôn cho mọi người cùng xem. Hôm nay là ngày mà các bạn cứ kháo nhau là ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 6, thì là đàn cún con này đẻ ngày 21 và 22, coi như là một tháng 5 ngày đi. 21 một tháng 5 ngày cần phải đeo cho nó được bao nhiêu cân từng con một nhá. Mọi người đoán xem nào, đây để nhấc một lọc lên xem nào. Đoán xem nào con nào sẽ là cái con nặng cân nhất. Đây. Được này. Dây vàng nhá. Rồi. Con vàng, ok. Nào làm phá quần anh. Nào đang phá quần anh đây. Thành dây nâu. Phá quần anh à. Nâu. OT. Nâu. Để ký xem thằng nào đang chơi nhá. Chưa có cho ăn. Trắng mình nhiều mà như dạng chuyên gia này hot, ok. Ông xanh, ông xanh chắc là sẽ là ông được nặng nhất rồi. Nhiều quá, tí nữa nhé, để xem thằng nào là thằng nặng. Đấy. Bái sinh. Dây xanh lá. Chết rồi, không biết này. Mấy đứa này nó rủ nhau nó xéo quần tôi à? Hả? May là cái quần này của tôi nó không có ấy gì cả, chứ không nó cắn một tí rách hết cả quần tôi. Và Nina nặng mông đấy, để xem đứa nào sẽ là đứa nặng nhất để trong bọn này. Ok nào, để anh lấy cái cân đứa nào tha cái lọ của anh ra đây. À cái này là tiện để làm đồ chơi luôn. Ok, cái này thì chơi được. Cái thật cái này vẫn còn đang còn đầy. Hai mẹ, mẹ Messi với mẹ Pila vẫn còn đang phải dùng. Một mẹ đẻ, một mẹ nuôi. Đánh bóng thôi này. Rồi, ok nhá. Để thấp xuống thế này. Quay thẳng cái cân luôn. Đây, để nhấc cái cân vào. Nào, mấy đứa tránh cái gì của anh ra. Treo ra ngoài, quần ở đây là gì? Đứng ở đây để cân sao nó nhiều cân. Nhìn được không? Nhìn được chưa hả? Nào, không giọng cái chân máy. Nhìn được không? Rồi, ok. Nhìn quá.
củi. Lâu quá không được tới cân. Rồi. Củi luôn theo mỗi cái đoạn này thôi. Nhìn được cái đoạn này là được. Rồi. Nào gái tránh ra để xem là bao nhiêu cân rồi. Nào. Thế nào? Ủa hay, anh chưa nhìn được cân của anh rồi. Nào. Ôi, tôi toang rồi. Sao nay tôi còn có chưa được 57 cân thế này. Chết thật. Chết rồi. Toang, ui giời mất cuộn giấy với chúng nó rồi. Chưa được 57 cân. Chẳng quá. Rồi, mà đưa đầu tiên nhá. Ngồi yên đấy nhá. Nào ngồi yên nào. Ngồi yên. Yên nào. Không. Ngồi yên. Yên đấy. 3 cân và 1 vạch. 3 cân 2. Ok. Vàng xong. 3 cân 2 được. Và mặt mông là sao nào? Xung quanh nhé, bỏ lại xung quanh. Xem này có bao nhiêu cân kia. Bà ngồi cho nó tử tế là thế nào. Cái phải chân ra là thế nào. À. Ok, ngồi yên nhé. Ngồi yên. Hồi toàn rồi. 4 cân. Đó. Mình mới 4 cân hả? Thế rồi. Cái bụng này của em, bụng đang thon mà tại sao lại 4 cân nhỉ? Nó được chưa? Nó có 3 cân 2 kìa. Nào, đâu? Yên ngã này. Yên. Ồ. 3 cân và 1 vài. Yên. Ok. Được rồi, 3 cân 2. Nào. Tránh cái máy quay của anh ra nào. Trắng nè. Ngồi yên. Nào. Ngồi yên để cân nào. Đừng để cân nó tụt. Này, hư nè. Ui, trắng 3 cân. Không, ấy gì không? Tại sao con kia nó 4 cân cơ mà hả? Sao lại con gái này mà sao lại con gái nó này? Thật ra chắc thì thế nhỉ? Hai đứa 3 cân 2 và 1 đứa 3 cân rồi. Nào, gái sai. Yên nào? Yên. Thôi, anh đang ngồi đây nè. Chạy đâu? Mát quá. Ngồi yên. Không. Này. Nói nghe không nè. Nè, ngã rồi. Được. Ngồi yên. Không được. Ngồi yên. Ôi dồi, con xanh này thương mỏng gần 3 cân đây này. 2 cân 9. Còn một đứa chạy đâu rồi? Nào, đi vào đây ông xanh này. Con xuống đường chạy ra đây này. Con có thích con bụt không? Bụt trưởng đây. Hả? À. Thôi rồi, toàn rồi. Cuộn giấy của tôi chúng ta đã xé tan ra rồi. Quay đi quay lại. Tí kẹo teo. Ngồi yên nào. 3 cân và 2 vạch rưỡi. 3 cân rưỡi. Rồi, như vậy là đã biết là con nào là con nặng nhất. Được, đây là con nặng nhất này. Ồ,
Ok. Nào, bây giờ bế cả hai đứa nha. Và chúng ta lên cân xem là kiểu gì cũng qua được 60 cân. Ok. Ui giời, kích cân luôn này. Kích cân luôn này. Ngồi thấy kịch rồi. Một đứa xuống. Tích cái cân ra. Hai chúng ta mới được 60 cân này hả? Tệ nhỉ. Tại sao hôm nay chúng ta lại nhẹ thế? Cần chó thì chó là sao nặng thế mà sao chú chẳng thế nhỉ. Chú lại được 56 cân rưỡi. Chó thì như vậy là con nặng nhất là đực, lại là con cái, con đỏ. Con cái giữ lại. Sao mà nó ăn cái kiểu gì mà lên 4 cân rồi. Trong khi đực là 3 cân 2 và 3 cân rưỡi. Và con nhà nhất đàn là con cái 2 cân 9 và được 3 cân 2 3 cân rưỡi là bình thường, nó cũng là lớn nhanh. Còn bà cái đỏ này thì là bà là cái trường hợp đặc biệt rồi, khả năng là theo kiểu gọi là đột biến khung vọng rồi, to quá rồi. Chờ anh một tí nhá, chờ một tí rồi chơi. Sao đã có đứa nào ra kia bú mẹ để mẹ dọa cho đấy à? Đứa nào đã kêu ra ngoài bú mẹ rồi, cất lên cân đi đã, lấy chỗ chúng ta chơi. Ok nào, chúng ta ra đây chúng ta chơi nào. Lớn rồi. Cái đàn chó con này thì nó tập ăn được cho tập ăn từ hôm 25 ngày đến hôm nay là coi như là tính là 35 ngày cũng được. Ui giời, cái gì? Trực chiến không? Hả? À, có trực chiến không? Chiến không? Vừa đứa nào vừa anh đang nói dở mà đứa nào nó quay ra vừa anh hả? Bụt giờ rồi, ngồi đấy. Cái đàn này thì nó tập ăn được từ hôm 25 ngày tuổi 10 hôm rồi, thì đến hôm nay nó ăn vẫn còn đang ê á, bởi vì có hai mẹ cùng chăm cùng có sữa. Nào thắng tay anh hả? Nè, sai, sai, cái mồm, cái mồm, bụt giờ. Hai mẹ cùng có sữa, cho nên là, hai mẹ cùng có sữa cho nên là chúng ta này á. Ôm nhau tí hả?
cắm chân. Này, ra đây bế nha. Đẹp bự. Quá trời. Tránh cái chân máy ảnh của tôi ra được không? Có tránh cái chân máy ảnh của tôi ra được không? Anh em không nên chơi với chúng nó đi. Anh em chơi với nhau về giải đấu một cái kia. Nào tránh cái chân máy ảnh của tôi ra. Đừng tính kìa. Anh muốn xích ăn bùm không? Tại sao được nó đi được thì nó mới 3 cân rưỡi thôi mà sao em lại thương tật 4 cân hả? Mà như nào mà đi na? Ôi mà cân em ăn cái kiểu gì đấy? Con gái là bình thường là phải nhẹ không còn được. Cái này cũng lại bằng nhau này, bằng nhau là quá thể đây là còn hơn cả cân nó thì còn nói năng gì. Trời ơi, nó có 3 cân dưới mà em mới tận 4 cân em đâu nhỉ. Ăn không cần biết đứa nào nữa hả? Một mình chiến thôi đúng không? Có hả? Điếm cái để cho xuống nào. Thường phá đi. Đúng rồi, hòa lắm. Ok, xuống chơi. Xuống đúng nhà la đây. Xuống đúng nhà la thì đúng. Nhà la vào cái nhà la xuống luôn cái thảm ra. Chẳng cần bú, mới chơi. Gỡ được đối tượng tương lai này thì khả năng sẽ to như bà ngoại. Pila là bà ngoại, mẹ là mẹ Melsi cơ. Bà ngoại La thì chúng ta tiện chúng ta trước kia đấy. La ngồi lên thẳng như thế nào. Sao vậy nào, cẩn thận gõ vào con. Nào, nằm đấy. Thì ăn nhanh không là chúng ta ăn hết kìa. Chẳng cần ăn, cần nghịch thì chúng ta cũng chẳng cần ăn luôn. Thế chị treo ra ngoài chơi. Thế, úi sổi, đi to. Nào, chéo ra kiểu gì? Với kiểu gì? Đấy, đạp chân ra mà ra. Kìa. Trời ơi. Thế bình thường tự chéo ra kiểu gì? Bình thường đều tự chéo được ra mà. Hôm nay chéo ra thì lại kêu. Nào như nào? Thì cứ đứng rồi. Gọi là cái cân nặng của cho con. Cái đàn này hôm nay đã trực tiếp cân để cho mọi người xem, mọi người theo dõi cái cân nặng của đàn này. Nó là một cái đàn chó mà cái khung gọng của nó rất là to. Chơi với phở ra ngoài chơi cũng chẳng thích ở đây đâu.
kéo ra đây. Nhà đầu cưỡi cổ mẹ nó ra ngoài. Mông to bị vướng hả? Mẹ nằm đấy mẹ trắng không ra được hả? Ừ quá. Nào, ra kiểu gì? Con thằng xanh ra kiểu gì? Úi giời, vướng đầu mẹ không ra được rồi. Bình thường nhảy bốc phát ra. À, ra được. Rồi chúng nó ra ngoài hết rồi. Nâu ra đi. Ra ngoài đi. Ra kiểu gì chúng nó ra hết rồi kìa. Chúng ra ngoài, chúng nó ra ngoài vú mẹ xì hết. Úi trời. Còn một đứa. À, con thích nằm trong này hả? Hay là chúng ta ra ngoài nào? Thích nằm trong này không? Đây là nô nha cắn sức cả. Ở trên cổ sức rồi đó. Trời ơi. Thế nào đây? Thế nào ở trong tivi kia à? Lắc cái hả? Biết đau nó phải nhả ra thế thì đúng rồi, ngoan lắm, mòi ngoan lắm nhỉ. Yên nè, có cái sức ở trên vai đây này. Xem nào, biết sức to hay nhỏ nào. Sao lại gặp nhau, bây giờ răng nó sắc rồi. Gặp nhau nó toang đấy, mình ra ngoài đi. Đấy, trèo qua lưng mẹ la mà ra ngoài. Ra đi. Ra ngoài đi. Nào, đổ đít ra. Không thèm ra chứ. Không ra đâu. Nằm ở trong này mình ti mẹ la. Ra ti mẹ la đi. Ra ti đi. Dạ, ti thì nó lại phi ra. À, chẳng thèm phi ra. Đứng gặm cửa chùa. Thật thế hả? Ôi, thế là la ế rồi. Này ôi làng của gặt, ui trời ơi, con nó phi ra ngoài hết rồi còn đâu. Hôm nay sữa ế rồi. À, ế rồi còn đâu, sữa ế, chả thế nào nó bú. Trời ơi, phi ra ngoài hết rồi. Nào làm ở trong này mà mình cũng được như thế này. À, đâu có cần phải cho con nào ti đâu hả? À, trong này chủ yếu là để nằm ở trong này cho nó sướng cái gì. Phù. Ok. Thế là nhìn vào đây này. Nhìn vào đây. Nhìn vào đây chào mọi người đây nè. Thôi nói xin chào mọi người là thôi. Nằm tiếp. À. À. Như nào trong tivi kia. À, cái này tối quá chả nhìn cái gì. Là xấu gái quá. Là đầm này là xấu gái lắm. Xin ra đây xem này. Thôi thế là bà Pila bà đấy vào chủ yếu là để bà đấy nằm ở trong này cho nó sướng. Chứ bà không quan tâm là cho nó con nào bú đâu. Đây mỗi lần bà nằm với bà đấy xô luôn cả cái này, đẩy cách ra khỏi tường cả bàn tay đây này. Sát tường mà bà nằm rất nhẹ nhàng.
đặt lưng xuống rất nhẹ nhàng hết mức có thể rồi, nhưng mà nó vẫn làm cho cái chuồng nó di chuyển mất độ tầm 15 phân ra khỏi chuồng. Nên là gọi là tiểu thư nhẹ nhàng villa. Thì cái đàn chó con này thì cho được là có hai đực cô chủ, cái thì cũng cô chủ rồi, còn hai đực tiền chủ rồi. Thì các bạn nào mà quan tâm cái đàn cún con này thì mọi người có thể liên hệ Ruby qua số điện thoại Zalo 0981115000 để có thể đặt cọc cái đàn cún này. Còn cái đàn này thì bây giờ là 1 tháng nè, cuối tháng 6, cuối tháng 7, đầu tháng 8 là đàn cún này sẽ được đón cái đàn cún này được. Thì mọi người ai mà quan tâm cái đàn cún con này thì chúng ta liên hệ Rockler Ruby hoặc là các cái đàn cún sau. Ngày hôm qua thì có trong tuần vừa rồi thì là có 3 cái cặp phối giống, thì có hai con cái là hai cái con cái của trại và một con cái ở Hưng Yên. Thì Ruby sẽ sớm cập nhật video của 3 cái cặp phối này để mà mọi người quan tâm các cái đàn chó tới đây của trại thì có thể theo dõi, có thể chọn trước tham khảo các cái cặp bố mẹ, để đến khi mà có cho con thì chúng ta có thể đặt cọc cho con theo như cái lịch bình thường, là khi mà cho con nó mở mắt thì trại bắt đầu nhận cọc. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.